Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với VK Stock đầu tư tự do. Thì hôm nay mình lại tiếp tục chia sẻ với các bạn một số mã trong tuần sau để các bạn theo dõi và các bạn có thể đánh được scalping, đánh được Tantha, đánh được swing nhé. Thì trong tuần trước ấy cũng có một số mã mình cũng chia sẻ với các bạn như là mã gì ạ? AGNB đúng không ạ? Mã AGNB này, đây, cái vùng này đây, cái vùng này chia sẻ với các bạn này, các bạn thấy tăng rất là mạnh đúng không? Đấy, chắc là trong nhóm của mình thì hầu như là không có ai vào cái mã này, đúng không ạ? Rất là tiếc đúng không ạ? Đây, cũng có mã đây chạy rất là mạnh đấy. Đấy. Một mã nữa là UDNN cũng chạy rất là mạnh đấy. Đấy. Thì trong tuần này nhá, mình sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn một số mã. Nếu các bạn cảm thấy video của mình có ích cho các bạn ấy, thì các bạn hãy đăng ký kênh, chia sẻ kênh cho mình. Rồi hãy cho mình một comment, rồi một like, một chia sẻ để cho kênh của mình phát triển nhá. Thì trong tuần sau thì các bạn có một số mã các bạn nên chú ý như sau ạ. Đầu tiên là gì ạ? Nông hiếp thu cho chứng quân. Nông hiếp thu cho chứng quân. Tại sao mình lại bảo các bạn theo dõi? Đây. Rồi, đây các bạn thấy này, đây. Này có cái vùng hỗ trợ ở phía dưới này, này vùng hỗ trợ ở phía dưới này. Và đây có cái vùng kháng cự này, này các bạn thấy không ạ? Đây là vùng Bắc Sụp Quân, nó vượt được qua cái vùng này là thì có thể chạy thêm được vài cây nến nữa nhá. Và cái thứ hai các bạn để ý đó chính là gì ạ? Kỳ quan đấy cookie bắt đầu gom hàng, được chưa ạ? Rồi, này kỳ quan đấy cookie gom hàng, bạn nên, được chưa ạ? Đấy. Các bạn để ý nhá là nông nghiệp thu trà chứng quân, đấy. Mình nghĩ là có khả năng dạo này khoảng thời gian này thì nhóm ngân hàng này, nhóm Kim Dung này và nhóm thu tra Trung Quân có thể sẽ được vào sóng nhá. Mà bởi vì 2 hôm trước thì Hàn Quốc cũng ra một cái thông tin là gì ạ? Hàn Quốc là tăng lãi suất ngân hàng đấy. Chính vì vậy cái dòng ngân hàng hoặc Trung Quân này, Trung Quân này cũng có thể sẽ vào sóng trong tuần sau hoặc tháng sau nhá. Đấy, thứ hai là Sang Sang In. Sang Sang In đây cũng là một cái mã liên quan đến ngân hàng nhé. Liên quan đến ngân hàng đây là có hai cái điểm hỗ trợ phía dưới này. Đây, hai cái điểm hỗ trợ và đây cũng có này kháng cự, nó vượt được cái vòng này có thể bay cũng rất là mạnh nhá. Này cũng ơi kín gom hàng kỳ quan gom hàng đây này. Đây là khối lượng thì chưa đủ nhá. Ở đây cần một cái khối lượng to như này nữa. Các cái cây nến cao như này. Đây khối lượng thì chưa đủ. Đấy. Các bạn cảm thấy nó đột biến mà nó tăng buổi sáng, phiên buổi sáng nó tăng gấp 2 hoặc 3 lần cái phiên hôm trước ấy, các bạn có thể vào hàng được. Đấy. Hanwha System cũng đang trong xu hướng đúng không ạ? Đánh trong xu hướng này, đây các bạn thấy không ạ? MA20 hướng lên đúng chưa? Đi ngang, đây sử dụng cái này thì các bạn nên sử dụng CCI để bắt nha. CCI đánh về MA20 thì các bạn có thể bắt được. Rồi, đấy. Cái mạnh đang tạo xuống rất là đẹp này, các bạn chờ nếu mà đi ngang lình xình như này, lình xình đi ngang nó sẽ bắn lên nhá. Đây, đây là gì ạ? Đây là gì ạ? Si can cho chân này, đi ngang cái kiểu này là si can cho chân, còn nó đánh xuống cái kiểu này là gì ạ? Nó đánh xuống cái kiểu này là gì ạ? Ca kiếp cho chân đây là MA20 nhá, các bạn đi mã này, nó vượt được cái đỉnh cũ này là các bạn vào, được chưa? Này, hay là Taewon ca ngập. Taewon ca ngập cũng đang tạo gì ạ? Đang tạo xu hướng thành công là một đài test về vùng đáy 1, 2, 3 và sau quay lên, đúng chưa? Này, các bạn thấy này. Đấy, MA20 hướng lên đúng không? Ở đây với cookie cũng có này. Có cái cần đây cần khối lượng nữa, khối lượng cao này là bay rất là mạnh nha. Nếu mà các bạn chỉ cần vào khối lượng nó gấp đôi hoặc gấp ba lần cái phiên ngày hôm trước thôi, mấy phiên ngày hôm trước này là các bạn có thể vào, các bạn có thể đánh tan tha trong ngày được, được chưa? Đấy. Kemon, có một bạn giới thiệu cho mình cái mã Kemon này đúng không ạ? Mã Kemon này thì mình đang theo dõi nhá, này mã Kemon thì mình đang theo dõi. Các bạn thấy này, này mã Kemon này mình đang theo dõi. Này, cũng tạo ra mô hình là cờ đuôi nhau đúng không ạ? Đấy, cái mã này thì các bạn cũng theo dõi nhá. Được chưa? Này. Cái này thì có cái gì đặc biệt này. Này. Đây là khối lượng bắt đầu có này, khối lượng có này, khối lượng có này. Khối lượng này là gì ạ? Là tay to, đây là có Wilkin mua hàng này, Wilkin gom đúng không các bạn thấy không ạ? Kỳ qua nhưng mà chỗ này hơi bị hơi bán ra. Nhưng mà
trong tuần sau nhé, hoặc tháng sau các bạn thấy khối lượng lớn ấy, các bạn có thể vào hàng được chưa? Rồi, đấy. Athon đây, Athon thì các bạn sử dụng CCI nhé, sử dụng CCI để bắt con này, đánh tan tha con này nhé, bởi vì nó tạo xu hướng này, này các bạn thấy không ạ, nó tạo xu hướng đi ngang này, test đáy 3 lần này, ba đáy này, ba lần đáy này, này 1 1 2 3, sau đây 20 đi lên đúng không ạ, 1 2 3 này, điều chỉnh là đáy thứ nhất, đáy thứ hai là sóng phi bộ, sóng Elliott đấy, đấy này, hai cái này chạm MA20 đúng không, thì cái này sẽ đánh với khoảng MA60, đánh với khoảng này cho nó sẽ lên, thì các bạn khi nó chạm đánh về chạm MA60 các bạn mua vào khoảng đấy nhá, bạn mua khoảng MA60 rồi sau đó thì nó sẽ đánh hồi lại, hồi lên kỹ thuật thì các bạn bán ra được chưa. Rồi S1 thì các bạn theo dõi mã này nhá, mà này cũng đang trong khoảng thời gian tích lũy này, các bạn nào có tiền mà không cũng chưa biết làm gì thì cũng có thể xem xét vào hàng mua để chiếm vị thế cái mã này cho mình được chưa? Này các bạn thấy không ạ, này 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ở đây cũng có đỉnh này, đây đỉnh cao này, 1 2 3, cái này cũng đang tạo xu hướng rất là đẹp nha, MA20 đang đi ngang này, MA20 đi ngang, MA120 đã đang chuẩn bị test qua MA240, vượt qua MA240 đánh ngược này là được. Đấy, ở đây là các bạn lưu ý là có kỳ quan này, này kỳ quan ôm hàng này, kỳ quan mua vào này, Wilkin thì vẫn bán ra nhé, Wilkin thì bán ra, vùng này thì Wilkin mua vào, vùng này thì bán ra, còn để ý này có khả năng chuẩn bị chạy mã này rồi nha. Ok, A-chin thì mã này mình cũng nói với các bạn rồi đúng không ạ, cái mã này liên quan đến vaccine, sản xuất vaccine phòng ngừa COVID mRNA, là cái công nghệ mới mới được sản xuất năm vừa rồi đấy, thì các bạn cứ theo dõi mã này nhá, này cứ theo dõi này, MA20 bắt đầu đi ngang rồi này, MA20 bắt đầu đi ngang. Đấy, trong tuần sau nó hình lên thì các bạn có thể mua vào. Rồi. Nano Entech thì cũng rất là đẹp đây này, các bạn thấy không? MA20 nằm ngang này, đấy. 1 2 3, được chưa? Wicokin gom hàng này, Wicokin gom hàng khối lượng có này. Khối lượng có này, tay to gom hàng này. Được chưa? Ở đây sẽ có một hai cây nữa. Đấy. Các bạn nhé. Đấy. Các bạn lưu ý. Tàu Wonsi Sư thì các bạn cũng để ý mã này, mã này cũng tạo xu hướng rất là đẹp đúng không, 1 2 3 khối lượng này, này khối lượng có, khối lượng vào, khả năng cái mã này nó đang muốn vượt cái đỉnh này nha các bạn nhé, vượt qua cái đỉnh cũ này, đang muốn vượt qua, thì tuần sau mà các bạn thấy xuất hiện cái đếm màu đỏ các bạn mua luôn nhé, còn là nếu mà xuất hiện cái đếm màu xanh đánh xuống thì các bạn chờ chờ nhá, nó sẽ đánh về MA20, MA20 cho nó sẽ ngoặt lên được chưa, này cái này là ca kích chu trương xong rồi, đánh bật lên nếu mà xuất hiện cái mà đỏ mua luôn được chưa, nó muốn vượt cái đỉnh cũ này, này 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 với cookin mua này, này kỳ quan mua, Pai Linh Khử cũng đang trong vùng tích lũy rất là đẹp nhá, này MA20 đi ngang này hướng lên này, nhưng mà MA20 đang hơi bị mất xuống nhưng mà chạm được mây của MA60 rồi sau đó nó bật lên. Này tuần sau các bạn để ý nếu xuất cái nến đỏ các bạn mua vào nhá. Này nó đang muốn vượt đây này, nó muốn vượt cái đỉnh cũ này. Đây, khối lượng có với cookin vừa mua vừa bán được chưa? Này, các bạn để ý mã này. Eminu thử thì trong tháng trước thì nó bay rất là mạnh rồi. Này cái mấy cái cổ phiếu game nghiếc như này đánh rất là mệt nha. Mấy cái cổ phiếu game như này hôm trước hình như có một bạn hỏi mình hôm qua, có bạn nào hỏi mình mã này đúng không? Đây là có tay to vào hàng đây này, này có Wicokin khối lượng rất lớn này, Wicokin gom hàng này, kỳ quan gom hàng, có gom hàng nhá, có gom hàng. Đấy. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là gì ạ? Đánh kiểu này thì rất là khó chơi, đấy, game như này thì cực kỳ là khó chơi, đấy, nó đẩy rất là cao lên, sau đó nó thả ra. Ở đây thì Wicokin cũng không có bán ra nhiều, Wicokin ở khu vực này cũng không có bán ra nhiều. Đấy, nhưng mà nó bị nó đánh số như này. Đấy, game cũng như thế rất là mệt, đánh rất là khó.
Này các bạn này, các bạn đã chỉ đánh năm thai nhá, tuần sau mở xuất bắt đầu xuất hiện cái món đỏ, các bạn mua luôn cái điểm kháng cự của nó là vùng này. Còn nó bị xuống thì thôi các bạn không vào nữa nhé, xuống thì các bạn không vào. Được. Tuôn là tuần trước thì mã tuôn này mình cũng giới thiệu cho các bạn. Tuôn thì làm bên linh kiện ô tô nhé các bạn nhé, MV20 này đi ngang này, đấy đi lên này sẽ xuất hiện cái này nữa đấy. Vicokin gom hàng kỳ con, gom hàng khối lượng rất lớn này, không không bị bán ra nhiều nha. Tuôn rất được đấy này, tuôn là một trong những mã các bạn lưu ý nhá. Yên Sơn Còn Sơn thì đang muốn vượt, nhưng mà Yên Sơn Còn Sơn đang muốn vượt mây đúng không, đang có khoảng mây này, đang muốn vượt đúng không ạ, đang muốn vượt mây đúng không ạ, đang muốn vượt mây thì hy vọng trong tuần sau thì nó sẽ làm qua cây này như này, thấy chưa. Còn nếu mà tuần sau nó xuống thì nó sẽ lình xình ở trong mây này, nó sẽ test lại vùng trong mây, sau đó sẽ mới ngược lên được nha. Này vì cục kỵ cũng không, không mua nhiều nhỉ. Bập giang cơn giông, bầu bập giang cơn giông, bập giang cơn giông cái mã này thì các bạn cũng để ý mã này, nó đang muốn vượt đỉnh cũ đây nha. Ở đây thì MA20 cũng đi nằm, bắt đầu nằm ngang một cầu xu hướng lên này này. Đấy, các bạn để ý này, tuần sau một số lượng cây nến đỏ là các bạn múc luôn, cây nến xanh thì các bạn thôi nhé, để đợi nó điều chỉnh về MA20, đợi điều chỉnh về MA20 vùng này thì các bạn mua vào. Dạ. Aptabio mình nói với các bạn từ cái vùng này đúng không? Đấy. Mình đã nói với các bạn từ cái vùng này rồi, vùng cái giá này, Aptabio trong một khoảng thời gian nó tích lũy rất là dài. Đấy, tích lũy rất là dài như này thì bắt đầu tạo sóng được, nó thoát được khỏi cái gì ạ? Kháng cự nó bật lên đấy. Mã này thì khả năng sẽ điều chỉnh nhá. Nó tăng chỉ được một hai cái nến nữa sau đó sẽ điều chỉnh về MA20. Nó test đúng kỹ thuật đấy chứ, đánh rất là đúng kỹ thuật đấy các bạn nhìn này. Này. Nên đúng chưa? Nên rồi. Nên phần này sẽ chỉnh rất là mạnh nhá. Kiểu này phát này sẽ chỉnh rất là mạnh. Chỉnh về khoảng này cơ. Đấy. S thử Ether Epic này, cái mã này các bạn chú ý trong tuần sau, đây là một trong những mã các bạn lưu ý nhá. Là MA20 này các bạn thấy không ạ? Đấy. MA20 có xu hướng rất là đẹp đi ngang này, này. Đấy, vượt đỉnh cũ, đang muốn vượt đỉnh cũ đây, đấy chưa? Cuối cùng kinh gò màng, khối lượng ở đây khối lượng không có luôn. Tuần sau đây mà xuất hiện khối lượng vào là các bạn mua mạnh nhá. Mua mạnh nhá. Mua mạnh này, ở đây có 33 triệu cổ phiếu mà ở đây mới chưa được 1 triệu này, phiên hôm nay được có 2 triệu, nó cần khối lượng lớn nữa để bay nha các bạn nha. Các bạn đi vì mã này tuần sau mà có khối lượng mà các bạn múc luôn nha. TPC là TPC thì mã này cũng đang muốn vượt đây này, đang muốn vượt đỉnh cũ, nó khối lượng này này này, có khối lượng rất là mạnh này các bạn thấy ạ. Cái này thì mình nghĩ đến khối lượng và với cục kim kỳ quan thì cũng không có mua nhiều này, cũng không mua nhiều, nhưng mà nó đang đi ngang can, đi ngang lình xình kiểu này thì khả năng cao là sẽ có một cây nến ngày chỉnh xuống, điều chỉnh xuống đi lên nhá. Đấy. Sang Chi Kha In Room, cái mã này cũng rất là giống gì ạ. Mã này cũng rất là giống mã mã này rất là giống mã BDS sang miêng này, cái nến của nó, cái biểu đồ của nó nhá. Các bạn thấy này, MB20 đi này, đi ngang này, sau đó đi lên này, sau đó lại đi ngang này, điều chỉnh xuống này, bắt đầu bật lên này. Này các bạn nhé, với cục kim gom hàng này, kỳ quan là không có động chạm gì cái này. Rồi, tuần sau mà vượt được đỉnh cũ này, này các bạn sẽ vào hàng. Vào hàng đây nó lên một tí thôi, nó nên mình đánh break như này ấy, thì khi vào hàng nó lên một tí thì các bạn chốt thôi. Chốt cho nó điều chỉnh lại MA20 thì các bạn lại mua lại nhá. Này. Rồi, Isuahak có cái xu hướng rất là đẹp, được chưa? Này có xu hướng rất là đẹp này. Test lại hai cái vùng này, đáy này, được chưa? Test lại hai vùng đáy này, này. Test lại vùng này, này. Được chưa? Noxipcha Nem Sen. Năm ngoái mình đánh mã này cũng rất là thích này. Năm ngoái mình đánh mã này. Mình đánh mã này từ vùng từ cái vùng giá dưới đây này, vùng giá này năm mấy này, từ cái vùng này mình cắt 87 là mình cắt rồi
Đấy, năm ngoái thì hầu như ai chơi cũng thắng rất là nhiều. Năm ngoái mà này, sau đó điều chỉnh. Đoạn này thì mình không chơi nữa, bởi nó quá cao rồi, mình cắt 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 là thôi. Đấy. Đấy. Bởi vì cũng chưa biết là như thế nào được, mình ăn đến đây được bao nhiêu rồi. Ba mấy phần trăm rồi. Rồi. Rồi, mã tiếp theo là mã gì? Inchintana. Inchintana thì cũng tạo xu hướng rất là đẹp nhá. Các bạn thấy này, này. 1 2 3 này. M20 đi lên này, lên xuống. Lên xuống này. Các bạn để ý mã Inchintana này nhá, có xu hướng rất là đẹp. Nam Hê Hoa Hắc cũng đang có xu hướng đẹp nhá. Nam Hê Hoa Hắc cũng đang có xu hướng M20 lên này, xuống chạy M60 và được đỡ lên này. Lên này. Đấy. Những cái kiểu này thì chắc lên khoảng nữa là đổi chiều rồi. Đấy, mình khả năng test lại vùng giá này. Đấy. Rồi. Đây, Wekokin và Kỳ Quan cũng đang bán ra. Các bạn chú ý mã này. Rồi, nên Cenemix tại sao mình đưa cho các bạn? Tại sao mình đưa vào cho các bạn để cho các bạn theo dõi? Bởi vì cái mã này này các bạn thấy này. Đấy các bạn, đấy. Nó đang trong cái vùng như này nhá, nó đang trong cái vùng này. Đấy ạ. Đang trong cái vùng này này. Đấy. Nếu nó vượt qua được đây thì là rất là tốt này. Các bạn để ý mã này thì hiện tại thì khối lượng không có rồi. Khối lượng hầu như nó không có rồi, Wekokin Kỳ Quặng cũng không mua rồi. Nhá, đấy, khả năng nó sẽ bật lên. Nó sẽ cố gắng nó bật khi mà có khối lượng vào ấy thì nó sẽ bật lên rất là mạnh. Các bạn để ý mã này nha. Hanon Biotics đúng không ạ? Hanon Biopharma. Cái mã này thì đợt trước mình cũng cho các bạn rồi đúng không? Rồi. Kẻ xu hướng cho các bạn, đường xu hướng cho các bạn biết đây. Kẻ cái đường xu hướng này cho các bạn biết đúng không? Đây, nó sẽ bật lên nha, khoảng này nữa. À, nếu mà M20 hướng lên thì tất nhiên là sẽ lên rồi, đúng chưa? Này, có Wekokin cũng có hàng nha. Đấy. Hyeon Cần Nữ Vân cũng đang có cái xu hướng tương đối là đẹp. Này, đúng chưa? Đấy. Đang có xu hướng tương đối là đẹp. Đấy. Đấy. Các bạn để ý nha. Greg, đúng chưa? Bật, đúng không? Đây đang có xu hướng cầu đối nhau. Wekokin có hàng này. Wekokin có hàng, Kỳ Quan có hàng. Cái vấn đề đây là cần khối lượng nha các bạn nha. Đây có khối lượng này rất lớn thế này. Này vẫn tay to vẫn giữ hàng chưa thoát mã này đâu, được chưa? Cần một khối lượng ở đây thì bắt đầu mới vượt được cái đỉnh cũ này, được chưa? Đây là một trong những mã các bạn để ý nhá. Đấy, Hyeon trên bio. Trên bio thì tại sao mình lại cho vào? Bởi vì có các cái cây nến như này. Có các cây nến như này, mình rất là sợ các cái kiểu mà có các cây nến như này trên bio kiểu này gì ạ, là chắc chân chu, mình cực kỳ sợ luôn. Nhưng mà sợ như này thì lại hay đoán được cái đường đi của cái cây nến, đúng chưa ạ? Ở khu vực này là có rất là nhiều người mua ở khu vực này, đúng chưa ạ? Sau đó nó bị đánh xuống, đúng không? Đánh xuống thì bắt đầu nó có các cây nến đi lên như này thì bắt đầu họ chốt lãi, đúng chưa ạ? Hoặc là các cái công ty chứng khoán ấy họ ôm mua. Ví dụ sáng nay họ không mua, họ muốn đánh lên chẳng hạn, có một lệnh đặt rất là lớn, họ không mua một cái nào đẩy lên và sau họ bán ra, họ đánh xuống, đúng chưa? Ở đây cũng vậy, đây, Wekokin có hàng này, đây. Game với các thứ, mã này game với các thứ mình sợ lắm, đây, mấy kiểu mã này. Nhưng mà các bạn nào mà khéo nhá, các bạn nào mà hay lướt trong ngày thì các bạn cũng có thể kiếm được tiền rất là dễ nha, các bạn biết. Bởi vì ngày xưa mình hay lướt, bây giờ mình không lướt nhá. Bây giờ mình lướt thì mình cũng vẫn kiếm được thôi, nhưng mà mình thôi rồi, nó đánh thận trọng hơn, được chưa? Không lướt nào gì cả, được chưa? Đây, đánh thận trọng đây. Và cô là media xét xem biên, cái mã media xét xem biên này mình cũng nói với các bạn rất là nhiều rồi đúng không? Nói với các bạn rất là nhiều rồi, đấy các bạn chú ý media xét xem biên này, này có ba đỉnh của nó nha. Tại sao các bạn chú ý? Bởi vì cái mã này là có game này, có cái gì đó chính là Wekokin mua hàng các bạn này. Tại sao mà Kỳ Quan người ta lại gom hàng đây? Chỗ này gom đánh một sóng người ta thoát ra rồi vào tiếp, được chưa?
Wicokin thì thoát nhưng mà sao, nhưng mà kỳ quan thì đang đỡ cho mua vào rất là nhiều đúng chưa? Đấy, trong nhóm mình có một bạn em đã nghe tư vấn của mình đã mua mã này, hiện tại bạn lãi rất là nhiều nhé, trong nhóm của mình đấy chưa? Đấy, cứ giữ nha, cứ giữ, có thể nó chạm được cái vùng trên đây này thì 45 46 thì cậu có thể chốt, tạm thời chốt đánh lại thì mình lại mua vào, đánh về vùng MA20 lại mua vào, bởi vì ở đây là đang chúng ta thấy nó đang có gì ạ, MA20 đang nằm ngang đúng không, và hướng lên rồi đúng chưa? À, nó tạo sóng 1 là sóng 2, khả năng sẽ bật nhá, khả năng đây là sẽ bật đúng chưa? Cũng có khả năng nó sẽ đánh xuống, nó chạm cái vùng 45 46 này nó sẽ đánh xuống, mọi khả năng có thể xảy ra đấy. Đấy, các bạn lưu ý đầu tư khi các bạn mua, ví dụ các bạn mua ở thời điểm này đúng chưa ạ, nó lên đây thì các bạn ok nãy, ví dụ các bạn mua ở thời điểm này, ở mua thời điểm này nó lên này ok các bạn nãy, khi nó đánh xuống đánh lên thì các bạn phải cắt thôi, đánh về khu vực này các bạn cắt, đơn giản như thế ạ. Đấy, nó cứ về đánh về cái vị trí của các bạn, ví dụ các bạn mua thời điểm này đúng không, thì đây các bạn ăn một sóng rất là cao, các bạn không chốt ngày hôm sau nó tụt xuống, các bạn đợi thêm mà đến đây là các bạn đánh tụt xuống nữa các bạn phải cắt rồi dạ. Đấy, những cái điểm mình mua vào ấy nó cũng cắt, còn nó tụt luôn, nếu các bạn đánh tan tha ấy, đánh scan trong ngày ấy, là các bạn phải mua bán trong ngày, phải cắt luôn trong ngày này, không phải tiếc dạ, phải tập cắt và tập chốt cho nó quen đi, nên đánh scan nha. Này, còn đánh swing thì các bạn là tìm được cái xu hướng của nó rồi đúng chưa, các bạn đến đây là cái xu hướng có này đúng chưa, để các bạn sẽ mua vùng giá này, để các bạn đợi thêm đến đây nữa và nó xuất hiện cái nến đảo chiều này thì mình chốt đúng chưa. Đấy, là các bạn cũng còn lãi đấy. Rồi, bây giờ nói về cái phương pháp đầu tư của mình, tìm mã cổ phiếu và đánh theo chu xê nhá, là xu hướng tăng, gọi là đánh theo xu hướng tăng đi cho bạn dễ hiểu đúng chưa. Này, đánh theo xu hướng tăng là như nào đúng chưa? Này, trong một cái xu hướng như này đúng chưa? Này, trong một xu hướng cổ phiếu nó tương tự nó sẽ đi xuống như này và nó nành sinh, nó đi ngang sau đó nó sẽ đi lên đúng chưa. Trong khoảng thời gian nó đi xuống ấy thì giá cổ phiếu sẽ lên xuống như này. Đấy, sẽ lên xuống như này được chưa? Rồi. Và cái đường ở giữa đây là cái đường MA20 nhá. Thôi được, để đường giữa đường MA20 được chưa? Đấy, đường giữa đường MA20 được chưa? Khi mà nó chạm cái vùng MA20 vào đi ngang này, tất nhiên đi nó đi lên như này thì sao ạ? Nó đi lên như này, nó đi lên như này thì là gì, MA bắt đầu nằm ngang rồi. Các bạn lưu ý khi mà nó đang tích lũy nằm ngang ấy, thường thường nó sẽ có ba đỉnh hoặc ba đáy nhá, nó sẽ có một đáy này, hai đáy này, ba đáy, là lên này, sau test lại đáy này, test lại đáy nhá, lên phát nữa mà không vượt được ấy, test lại đáy được chưa, và thường thường đến pha thứ ba ấy nó sẽ bật được chưa, đấy nó sẽ lại ba đáy đấy. Đây là sẽ gì ạ, đầu tư chu xế chu xê để các bạn nào khéo thì các bạn sẽ có thể mua đáy này và các bạn mua đáy này được chưa, nhưng mà thường thường ấy thì chúng ta sẽ mua ở cái vị trí này, chúng ta sẽ ăn cái phần thân đúng chưa, còn cái phần đuôi và cái phần ngọn để chúng ta bỏ. Đấy là phương pháp đầu tư theo chu xê của mình nhá các bạn nhá. Rồi khi các bạn vào hàng ấy, khi các bạn vào hàng đúng chưa, ví dụ khi các bạn đánh sử dụng MACD, sử dụng CCI 20, khi nó về đến chạm MA 20 thì các bạn mua lần một nhá, lần một đúng chưa, nó đánh xuống nữa thì các bạn mua lần hai cứu nhá. Lần các bạn vào theo CCI ấy, lần một thì các bạn vào 10% thôi, thì đánh xuống thì các bạn đánh xuống 5%, đánh xuống âm 5% nữa thì các bạn mua thêm 20% nữa đúng chưa? Rồi khi nó đánh xuống 5% nữa thì các bạn mua thêm 30% hoặc 40% gì đấy đúng chưa? Các bạn mua thêm 40% tài khoản của các bạn đấy, các bạn phải chia ra nhé, còn phải bull hand may su được chưa? Đấy, đến đây thì nó sẽ bật lên được chưa, nó bật lên thì là các bạn còn lãi rồi được chưa? Thì là khi các bạn mua 40% ở đây thì giá trung bình của các bạn nó sẽ ở vùng này, nó sẽ ở vùng này, khi nó đánh bật lên một cái thì các bạn còn lãi được chưa. Đấy, đây là cái phương pháp đầu tư theo chu xê của mình nhá. Rồi, video của mình hôm nay đến đây là kết thúc, là chúc các bạn đầu tư thành công. Rồi trong tuần sau thì cũng có nhiều mã sẽ hồi kỹ thuật và nhiều mã cũng sẽ tiếp tục bị đẩy xuống, thì các bạn là đầu trong cái giai đoạn này thì các bạn cũng lưu ý cái mã nào mà kết quả kinh doanh không tốt thì các bạn cứ mạnh dạn các bạn chốt đi. Đấy, chúng ta tìm các mã tốt chúng ta vào, là các mã tốt là những mã như nào có kết quả kinh doanh tốt đúng chưa? Đấy, thì các bạn vào thôi, là rất là nhiều mã chốt tốt nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.